Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng bản thân đang sống thật hay sống ảo? Và hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề sống thật trên mạng ảo. Internet nói chung hay mạng xã hội nói riêng là một không gian ảo rộng lớn mà con người không thể dò xét được. Mạng xã hội được dùng phổ biến trong vô vàn lĩnh vực, điều này là tốt. Tuy nhiên, con người lại dễ bị lệ thuộc vào nó. Có quá nhiều thứ hấp dẫn trên mạng, livestream, gái xinh. Những điều này quả thực cuốn hút, không biết từ bao giờ chúng ta lại có thể cầm điện thoại cả ngày chỉ để xem một cô gái đẹp livestream bán quần áo. Nhưng không ai biết rằng sau tấm màn hình kia là dáng vẻ như thế nào. Nó lôi kéo, trói buộc con người vào những hình ảnh không có thực. Thế nhưng chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang sống ảo. Trong khi mọi người đang nỗ lực làm việc chạy đua với thời gian, ta lại bán thời gian vào những điều vô bổ trên mạng. Nhìn lại bản thân đang tự tách biệt mình ra khỏi thế giới thực tại. Không thể cứ mãi sống ảo như vậy, chúng ta phải ra ngoài tìm những mối quan hệ mới. Thực ra cũng có thể làm điều này trên mạng. Có những người bạn tìm được trên mạng xã hội mà ta cảm thấy gần gũi, có thể chia sẻ mọi thứ, tâm sự và cùng nhau tìm kiếm niềm vui. Mặc dù có cách trở về mặt địa lý, ngôn ngữ hay chủng tộc đi nữa, thứ sở thích của chúng ta vẫn là một điểm chung để có thể trở thành bạn tốt. Thực ra mọi thứ đều tốt nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.